Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc Sĩ Kẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem trên kênh của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hello anh em, và lại là Kẹo đây. Cái gì đấy cháu? Ok. Thế em sao? Rồi. Ui cái định mệnh bỏ mẹ ơi. Bị chồng nó lừa rồi. Thế lên ngồi trên này tôi bị mắc kẹt trên ghế rồi. Và ai? Cả game. Đùa chứ game Free Fire làm lỗi thế. Lâu lắm hôm nay tự nhiên bị trẻ trâu một chôn. Chịu rồi. Đùa chứ. Tôi được cái đám trẻ trâu này lôi ra làm trò đùa. Thật sự bây giờ mình kiểu mình khô héo lở trên này luôn á. Thế này chơi gì? Ui rồi ôi. Kiếm bóng kéo thì ra đây nhanh. Làm sao kiếm bóng kéo cứu anh cái chứ. Lại còn được thêm cái thằng Duy nữa. Sao mày đứng đây chụp ảnh nhanh. Tìm cách nào đó cứu anh đi. Ui mấy đứa này toàn. Hay chả lẽ lại kích mẹ thằng Duy ra khỏi quân đoàn. Ok. Anh em lôi xe đến để cứu tôi ra ngoài đúng không? Vai đái. Các ông nhìn tôi ngồi trên ghế bi lai mẹ ông. Nó còn bảo tôi chết đi. Lúc nãy thì anh ơi cho em chơi team cốt với. Mẹ xong bây giờ nó còn bảo tôi chết đi. Vãi cả game. Làm cái đéo gì với tôi vậy? À đủ. Chúng nó còn ném liệu tính ám sát tôi cả. Oh man. Những người anh em của tôi. Đây được thanh niên đây. Quyết định là dùng lửa trại tiếp tục bơm thêm máu cho tôi. Nhưng mà cái tôi cần là tôi gục cơ mà. Ví dụ kiểu tôi gục thì tôi mới ra khỏi cái ghế được chứ. Đấy. Định mệnh. Tôi nghĩ là cuộc đời tôi bây giờ là chỉ có thể là chôn chân tại cái ghế này thôi. Bởi vì là mấy thằng đồng đội chơi này chán quá. Lại lần sau nhá. Thằng nào bảo anh chơi tìm cốt đéo chơi nữa đâu. Thế làm sao bây giờ mày muốn xin đồ đúng không? Ừ. Lấy nữa không? Khổ lắm. Anh lại vứt hết cho. Đấy. Ui mẹ ơi nó lại còn biểu cảm sâu xét. Buồn cái đéo gì. Cái lúc nó chôn mình nó có thấy buồn đéo đâu. Gì đó. Oh. Thế bây giờ chúng muốn làm sao? Này. Có muốn anh cho tất cả gia sản không? Hả? Bo sắp thu đến nơi rồi. Mẹ nó cũng chả thèm bắn địch. Nó cứ ngồi đây. Nó trêu tôi. Ừ đây. Ok. Rồi. Có bao nhiêu anh cho chú hết. Má tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Đấy. Khi gian nan thì mới biết ai là bạn. Mà khi hoạn nạn thì mới biết thế nào là tình anh em nhỉ. Yo, như vậy thì mình đã quyết định là nên chơi solo thôi. Chứ còn là chơi team thế thôi toàn. Lý do tại sao mấy anh em chơi team squad thì nên có những cạ cứng nhá. Chứ còn kiểu chơi team cốt này cũng như là chơi với mấy anh em người lạ thì thôi xong sắc con mẹ nó định. Các bạn sẽ bị chôn kiểu như tôi ấy. Trông chán nản không? Vậy thì game mới nhở. Đơn giản thôi, một khởi đầu vô cùng là tốt lành. Hiện tại thì mình có được 2 kill rồi. Ok, và nếu như các bạn nào mà chưa nhấn chuông để nhận thông báo khi Sĩ Kẹo đăng video mới nhất thì các bạn hãy nhấn vào nút chuông nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tình hình là tháng này thế mình nhổ răng từ hôm mùng 5. Tôi không muốn kể với anh em chuyện nhổ răng nhiều nữa. Nhưng mà hiện tại sức khỏe nó đã ok hơn. Và ngày mai chính là ngày mình có thể kiểu thoải mái hơn. Bởi vì là ngày mai mình sẽ rút chỉ. Tức là ngày mai thì mình có thể ăn uống nó bình thường. Cũng như là nói chuyện với anh em nó sẽ... Yeah. Giọng cao hơn. Đó. Còn hôm nay thì mọi người xem tạm nhé. Vâng thì hiện tại thì mình đang có mặt tại vị trí thung lũng rồi. Vâng, vẫn là cái combo súng này vô cùng quen thuộc. Tôi nghĩ là hai cây này thì anh em không còn lạ lẫm gì đúng không nào. Mình có EMP. Ui. Phát cả trường. Đéo ngày mình ngay cua ở ghế đấy. Sợ vãi. Với lại thì mình có thêm một cây shotgun M1887 nữa. Với cái combo súng này thì hai cây súng đều bắn ở phạm vi gần. Bởi lẽ là hiện tại thì mình chưa kiếm một cây súng trường nào nó ngon tí. Đấy, hai cây này thì chỉ bắn ở gần thôi, đâm ra nó cũng kiểu... À, má mày vô đây. Đùa. Tao đùa với mày à? Con mẹ mày chạy thì đéo được. Ui, chạy em sao?
rất dễ. Đây thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ dùng combo này thôi, bởi vì là hôm nay tự nhiên là không có hứng với MP40 lắm. Mặc dù thì MP40 nó là một cây súng mà mình vô cùng là ưa thích, nhưng mà hôm nay cảm giác không muốn chơi. Chơi combo súng này nghe nó có vẻ là cục xúc hơn á. Đấy, nó có vẻ là ổn hơn. Và đây rồi, hiện tại thì mình đang tiến lên theo phía cổng trời. Đó, một trận đấu bao giờ cũng như vậy thôi. Đấy, tích cực đi săn thôi, anh em cố gắng kiếm nhiều kill tí nhở. Vẫn là mục tiêu hàng ngày nhá, 10 kill top 1 nhá. Thì anh em đã nhớ kỹ chưa? Ui mẹ. Mẹ ơi, thế này làm gì đấy? Chạy em sao được? Ôi, tự nhiên tôi cảm giác hôm nay Yombi bắn sướng vãi. Cái tốc độ bắn của nó nhanh một cách thần kỳ mà mình cũng không nghĩ. Ui, tại sao mà nhanh nhở? Phê nhở. Bom keo này ngon. Khá nhiều trang bị xịn xò chứ nhở. Rồi, làm quả Ska. Thế thì còn gì bằng nữa. Ngon. Xong chơi anh em. Ui, ngay vụ đen G. Vụ đen G thế này phải chạy lẹ lẹ. Ui, chứ ở đây không ổn đâu. Đi nào mọi người. Ui, hôm nay kiểu mình chơi game xuất quỷ nhập thần và ai mà bắn cứ như siêu nhân hạ, làm quả 4 kill rồi. À, tình hình này khả năng cao chơi nhạc của người nhá. Đây công cứ theo tôi, bình tĩnh nào mẹ, khả năng cao chơi nhạc của người. Đây rồi. Nếu hiểu sao mà ngồi ngay trên nóc này. Chưa em ơi, trời ơi. Ngay cả cái lúc mình nhảy xuống ngáo nữa. Sorry mọi người hơi ngáo xíu nhá. Đâu, lên thôi. Ngáo vãi. Đây, lên làm sao rồi nhở? Ui, chắc thanh niên này, ở trên này thì... Vai, không tin được nhở, kiếm thêm quả mấy trang bị súng sướng đấy. Ui, băng đạn đô hiện tại 2 cây súng mình đều có này, fail. Đủ, nó lại ngon dã man, công bảo không ngon đi, phê phải biết luôn á. Được rồi nhá. Vâng thì khi dùng nội tại của Alok thì mình sẽ được bơm máu từ từ và... Đấy, gần full rồi. Dài cũng khá là nhanh mà. Chúng ta tiến qua phía xưởng cơ khí nhá. Tình hình là trận đấu chỉ còn lại có 13 người chơi. Mình thì nhiều khi cũng muốn chơi team squad lắm chứ, nhưng mà kiểu không có team cứng ấy, nên lười chơi. Bình thường là lên video cho anh em toàn chơi solo mà. À, với chấm đỏ nên hai đứa cơ. Oh man. Đây cái chỗ mà lúc nãy mà tôi bị giam cầm ở ngay cái ghế đây. Thề, cảm giác ám ảnh vãi. Thế bị tim ui mấy anh em chôn tôi. Thế thì toang ui, anh em ai làm thế đúng không? Tình hình là bọn kia trốn kỹ quá. Tôi nghĩ tôi quyết định xuống tháp đồng hồ này. Đấy. À thế thì ngay căn nhà trước mặt thôi đúng không? Đúng rồi, khả năng cao ngay căn nhà này nhá. Thử xem bên nó đâu nhỉ. Dựng bông keo cái chắc ăn đấy. Tầm này có phải ăn chắc một bề thôi. Thật ra mình chuẩn bị khá nhiều bông keo này. Câu trái liệu vào, chạy đi. À, chạy đi em. Ơ là không sao kìa. Ui, quả dựng bông keo hay đó. Đậu xanh. À, mìn. Ui, chú, tuổi gì. À, mày xuống mày sơi anh đi ạ. Này, bị ồn nhá. Ra em. Ui, ngu rồi, thanh niên ngu người ơi. Ai lại thế. À, đây còn thằng nào ở trên nữa. Vãi hàng, mấy ông bình tĩnh thôi. Làm gì căng vậy, bình tĩnh thôi. Căng thế ai chơi câu. Tôi mấy ông có phải từ từ tôi mới kêu được công chứ. Hôm nay kiểu qua thắt đồng hồ ấy, mình thấy kiểu anh em bắn căng vãi sợ nhỉ? Căng sợ chứ. Lên trên này cái này. Đùa, công cứ làm tôi run tay thôi ạ. Rồi nhá, qua đây xíu. Cho mình xem mình chuẩn bị lên trên cái. Cái đậu xanh nhỉ? Mày trốn đâu? Mày bắn tao xong mày chạy á. À, thằng này giỏi, thằng này được, hay nhở. Mày cứ đùa với ninja rùa nhỉ. Nhưng mà tôi chạy qua đây có thể nói đâu. Hay. Chú chơi thế để anh công nhận chú chơi hay của thiên điện. Lần giỏi vãi luôn ấy. Lúc này nó vừa bắn mình ở trên anh em thấy rõ không? Xong tôi chạy qua đã thấy mất tiêu rồi. Mất tăm mất tích luôn á. Được. Rồi tình hình là một con số vô cùng tròn chỉnh. Giống như các bạn này được điểm 1 nhưng mà lộn ngược lại thành 1-0 thì 10 điểm đó. Còn 10 người chơi tính cả vị trí của kẹo rồi nhá. Trên này vắng vãi nhưng mà không sao, kiểu bom nó thu dần nhỏ lại. Ui, mày ngu rồi con chó, mày chạy thì đéo là được. À thanh niên. Mấy bạn kiểu mặc quần trắng hay quần sáng màu như này, tôi nhìn cái tôi biết liền à. Thế làm sao chú tính chạy đâu. Nó mà chạy nó cũng kiểu đứt với tôi mà. Chạy làm sao được. Ui, đứng gốc cây thì không đứng. Thôi. Cơ bản là mình xài giảm thanh nên là thằng bé này nó không biết mỉa đâu.
Úi dồi ôi, thường quá cơ. Ui, ngu người này. Thế có một đứa trước mặt nữa này. Ui dựng một kèo nhanh thế. Toàn các cao thủ anh em. Tầm này anh em chơi cẩn thận lắm. Nhưng mà anh em công nhận trận này gắt không? Còn tận 9 đứa tính cả tôi mà. Ghê vãi ra luôn á. Đủ toàn mấy kiểu mấy thánh sống dai không à. Thế bây giờ mày có vào không? Thế nên kia mới đứng nhây nhở. Nó không thèm ló cái đầu của nó ra luôn á. Bình tĩnh nào bạn Hiền. Đấy. Ló đâu ra? Thử không? Solo không? Chiến không? Tao đùa với mày đấy à. Cái đéo gì đấy. Từ 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 từ. Không chạy à? Không chạy thật à? Ui mẹ ơi, hai lớp bom keo cơ. Thảo nào. Từ 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 bạn. Sao vội ấy? Đều rồi. Mày chạy này. Chạy nổi không em? Úi dồi ôi. Chạy nhảy như siêu nhân này thì cũng toang nhá. Úi tôi thề tôi thấy thương nó vãi. Nhưng mà biết sao giờ, ví dụ kiểu mình không giết bạn thì bạn cũng giết mình thôi. Mình đang ở trong bo trước. Úi, bom keo này ngon. Thanh niên đó đang ngoài bo đây. Thôi coi như là bo không độ thì thôi dáng chịu chứ bạn. Sao giờ? Đấy người ta bảo là độ bo không độ người à đâu. Thật ra thì chơi game kiểu mấy game sinh tồn này như Free Fire này chủ yếu là nếu mà anh em ấy nó phụ thuộc vào thứ nhất là kỹ năng bắn của các bạn, thứ hai là bo có độ hay không nữa. Bo mà không độ thì anh em biết rồi đấy, kết cục phải chịu như thanh niên kia thôi. À đủ thanh niên nào ở dưới đây cũng chưa thấy gì cả. Anh em thấy nó chạy lên chưa? À đây để mày này. Úi dồi ôi, XM8 bắn sướng quá. Dựng mông keo nhưng mà dựng sai hướng. Trời ơi, sai người sai thời điểm ấy bạn ơi, mà chạy lên kiểu này. Nó dựng mông keo ngay phía trước mặt thôi theo thói quen á, trong khi mình ngay phía hông thấy dựng có tác dụng gì. Khổ thân thôi. À mà mấy hôm nay chơi game ping ổn nhỉ? Kiểu mấy hôm trước chơi game ping còn lag, bữa nay chơi game ổn vãi. À đủ, chạy đâu? Cái gì đấy? Sau thằng đá rồi à? Ủa, thằng này nguy hiểm. Chơi với thằng này hơi bị nguy hiểm nhá. Ơ sao lại đây? Ui dồi ôi, mẹ tôi cầm giảm thanh bắn sướng nhá. Lâu lắm rồi đấy ạ. Bình thường là mình không có lắp giảm thanh mấy, lắp giảm thanh bắn sướng nhá. Ui thế này thì anh em cứ tích cực đi lượm giảm thanh nhá. Đấy, dùng giảm thanh phê mà. Đồ nhưng mà dùng giảm thanh thì sát thương của nó không được bằng nòng súng á, nhưng mà bù lại nhiều cái khá là hay. 10 kill rồi. Không tin nổi. Chạy tôi hạ cùng 10 kill mà còn đông vãi ra luôn á. Ui thề. Trong khi bây giờ tôi còn chả thấy được nào cả. Đây, bo tiếp theo đây, đang ở trong bo ấy. Cũng an toàn thôi. Chưa có bất cứ mối nguy hiểm nào cả, tôi ngồi đây. Vẫn khá thoải mái nhưng mà. Người đâu nhỉ? Đây, mình lượn xuống dưới cũng chưa thấy ai cả. Biết nó ở đâu ấy. Này. Không trốn đâu, trốn lâu, trốn kỹ ấy. Ui, vãi đái. Ôi bạn ơi đừng. Bạn ơi đừng làm thế, mình sợ. Thanh niên, à, chạy qua đây rồi à? Rồi, ngay gốc dừa nhá. Cốc dừa 240 nhá. Mày động đến tao là mày không xong rồi nhá. Mày động nhầm người ơi. Thế bây giờ có chạy không? Chạy này. Mày chạy đi. Ui mẹ ơi. Nó sai súng gì bắn ghê vậy. Mình cầm X-M8 bắn không lại luôn. Mặc dù là X-M8 quái thú đó chứ bắn nhanh mà. Vẫn không lại đâu kìa. Ui thôi. Em sợ anh rồi. Em sợ anh rồi. Bắn còn vào chảo nữa này. Vãi cả game. Hình như thằng bé có quản dắt chúng nổ rồi. Bạn nó có thầm mấy đâu. Ui dồi em máu hồng. Sao vậy? Trời ơi em ơi. Sao em lại đi lạc ở đây? Em lại đi lạc của team anh mất rồi. Vãi em máu hồng. Đây không sao. Tôi thể tôi bắn với anh em mà tôi run tay vậy. Run chứ. Đủ 11 kill rồi. Bây giờ kiểu chơi không cố gắng top 1 thì phí. Cố chai hát thôi. Bắn run hết cả tay. Chảy hết mồ hôi từ chán và tuôn ra như kiểu thác nước ấy. Thôi giỡn với anh em xíu. Bởi vì nhưng mà tôi có khiếu làm thơ đâu. Này. Đâu rồi? À khả năng. Ui vai. Mẹ như ngay gốc cây có người ạ. Và ai sợ thế. Thanh niên mày này. Mày nhá mình để dành một trái bông keo. Gạ chảo này chết con mẹ mày đi. Gạ chảo thế đéo nào. Ui thanh niên cuối kia rồi. Thôi. Thôi ôi phần này là ít dữ nhiều. Vai còn tàn máu này. Con chó này. Úi đừng anh ơi đừng anh. Mày này. Ơ tôi bắn nó ghê thế nó không chết à. Lúc này bắn một phát vào đầu rồi mà. Gì đây.
còn hơn 100 máu kìa. Thôi, bye bye anh em nha, trận này game mày thua rồi.